Lão ơi, nướng mực đi. Quay để chả. Chuẩn bị một cái chảo đấy rồi. Một tô phít. Mèo ơi. Mực nướng uôn cúp. Hai con. Ở đây có bốn con. Mực này ở chỗ mình đang bán là 850.000 một cân. Một cân được khoảng 10 con. Hôm nay nhờ lấy cái đĩa. À thôi. Một con. Hai con. Cái này gì đây? Cồn 90 độ. Nhìn nướng nha. Bật lửa. Bật lửa đâu nhỉ? Bật lửa đâu nhờ? À đây 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 đây. Lào ơi, ra đây hút thuốc lào à. Xin. À, rót xin. Rót bố xin. Ôi, ăn cái kia. Không được. Bố xin cốc nước nào. Mời bưng lên mời bố nào. Đây. Mời nha. Này. Ngon quá, nước này ngon quá. Này. Quá ngon. Cái gì đấy? Ui. Ơi, hai con này to bằng cái chảo luôn. Bây giờ cắt cái chai cồn này ra để phun cho nó thích. Đây. Để cái kéo này. Bục chưa? Bục rồi. Ok. Bỏ cái này ra. Cồn này rất dễ là phịt cho nó cháy bùng nhỉ. Từ từ. Nó chưa phịt được nhỉ. Từ từ đợi tí nha. Mang ra ngoài này nướng nha, cho nó thoáng. Ây da. Đây nướng các bạn trên này đi. Đây. Nào đặt chảo xuống. Lại quên bật lửa nhá. Về lấy đi chỗ nào ấy. Phụt cồn vào đây luôn. Cho nó ngấm hẳn vào đây. Lật ngược lên. Mọi người nướng cồn như thế nào? À chết rồi. Chạy ra đây tí nữa nó bùng lên nó cháy cả vào tay. Chết đấy. Nguy hiểm. Nướng mực. Mình cứ phịt thẳng cồn nó đây. Lúc nào mà hết thì phịt thêm. Bắt đầu nướng nha. Tí cồn là dính vào đũa. Ôi giời. Cháy rồi. Đó. Ây à. Bùng một phát là bỏng lượt ngay. Lúc này vào. Cồn này 90 độ không hay là sao? Ở ngoài giờ chả nhìn thấy cái lửa đâu nhỉ mà bỏng cực kỳ luôn. Không nhìn thấy lửa đâu thật. Nhưng đây này, đang cháy cả cái cỏ này. Lửa thì không nhìn thấy đâu nhưng mà mực vẫn chín như ảo thuật. Mọi đắng người quá.
nắng mình đang sáng sáng quá. Sáng nhìn được nữa. Sáng à? Cho gần không, đi. Tức là ở ngoài trời nó sáng quá nên là mình không nhìn thấy nửa mấy, mà nhưng thực ra là nửa nó rất to. Đây mình cho hơi hơi tối đi. Thôi chắc cả. Mắt thường mình nhìn không thấy nửa mấy. Ừ. Đấy, vẫn đang ấy đấy. Cái khoản mà kiểu xịt thêm là phải cẩn thận đây này. Ôi ơi ơi. Xịt thêm cẩn thận không? Bắt vào cái chai này là nó cháy cả tay. Bỏng cả người. Khéo mà nửa nó bùng lên tận mặt rồi vẫn còn chưa nhìn thấy nửa đâu. Ừ. Nướng mực như này là trẻ con không được ở gần. Đấy, vẫn đang cháy chín từ từ. Tí nữa mình lấy báo đập đi. Tuyệt vời. Đó. Mình không cho cháy to quá, không đổ nhiều cồn quá, làm nhiều cồn quá ngay từ đầu nó cháy. Cháy ăn nó đắng. Cứ để cho chín từ từ. Tắt lửa rồi. Biết rồi. Tắt lửa thì mới thịt nhiều. Cẩn thận. Ghê. Nào ơi. Nào, mày đừng lửa. Mày đừng cho nào lại gần đây. Nào đi ra chỗ khác chơi. Nó bùng cháy ghê đó. Úi dồi ôi. Bùng phát. Cái này nó bùng nhanh đến nỗi mà không kịp phản ứng đâu. Cháy nhanh lắm. Đúng rồi. Nhà chật thì không nên nướng trong nhà. Bùng cái cháy phải điện gì. Nhà chật ở nhà đúng thật. Đừng cho đốt vàng rồi đốt cháy. Vàng mã đốt rất ghê nha. Nó chỉ cháy một tí như này nhưng nó độ bỏng nóng nó cao. Cứ mang thập hương, cứ đừng mua vàng hương. Ừ, vàng hương mà đốt ở đấy thì. Vàng hương mà đốt ở đấy thì nguy hiểm lắm. Cứ mấy hôm này thấy bảo Hà Nội cháy rồi. Ôi rồi đằng Sơn Tây á, nó xe cứu hỏa đi qua đằng nhà tôi. Cháy quá, cái dâu cháy quá. Hai bà xe đi qua liên tục. Thôi, thế thôi. Bính nhiêu cồn là đủ mà. Hơi cháy quá mà cái dâu không quan trọng, tí nữa mình rũ bỏ cái phần cháy. Đốt cứ thấy nhà chung cư hay cháy nhỉ. Đấy, ôi trời ơi cháy ác nha. Chín rồi đấy. Nhìn này thôi, bỏng lắm, ở trong này bỏng lắm. Không chín thôi. Ôi, bây giờ về đập cho báo nó đập. Đi về. Còn hai bác này nằm chờ chết ở đây. Hành với con mỏng lắm. Thơm phức. Quá thơm rồi. Ây da. Chảy đâu nhỉ? Phải tí tí thơm nó tỏa ra vãi trưởng luôn.
nào nha. Ý to đâu nhỉ? Ở chạn kia. Chạn ở trong nhà kia kìa. Ôi ngáo vãi. Nhà mình không biết là có cái chạn nào. À. Đơ một lúc mình nhớ ra là có hai cái chạn. Tao bị lên tao đơ. Ai. Đập không biết nữa. Wow. Thơm ngon. Ngào ngạt lắm. Thơm phức. Ngon ghê, thơm quá. Thơm không chị? Ôi thơm quá nào. Nào cũng thơm quá. Thơm quá cả. Nào ơi. Quán mình ăn mọi khi là lướng xong xé luôn nhỉ? Ờ, không đập thì không ngon, mà thường thường ở quán con bé lắm. Con bé chắc bàn tay. Ừ. Gọi một con chưa ăn đã hết. Mang lên đây để xé nào. Mấy con này đẹp sang đây. Mấy cái này bỏ đi. Tơi ra. Thấy chưa? Chị dâu lúc hơi cháy cháy xong đập rụng hết cái than đen đi này, ngon lành nhỉ? Nó chỉ ấy thôi. Chỉ cháy cái nhỏ nhỏ bên ngoài thôi, đập rụng hết đi. Đấy, bây giờ bắt đầu xé ngang này. Thịt nó tơi rồi này mà. Ngài ăn vụng luôn à? Ừ. Chấm thêm ớt. Ngon không? Thịt ngon không? Ngon. Làm cho em non bia hết ý. À. Ô. À. Ừ. Được vậy nhỉ? Một cái cứ phải không ớt trên xô, hai cái để đâu? Cứ xé xong đi.
Cho ít tương ớt, tương đĩa, cho bát. Cho ít tương ớt để chén luôn chị ạ. Cho tương ớt ở đâu? Trong chặn bát. Cái lọ dầu ở đây à? Chắc là bát ông ấy chấm mấy? Chấm nào hả? Chấm nem. Thử nó chị. Ăn cái này cứng lắm. Bỏ mà. Cái đi về cái không được. Thế mọi khi vẫn ăn. Dở. Có bỏ cái gì không? Bên trong con mực lúc nào nó chả có cái cứng này. Thằng mực khác hay mực ấy thì mình phải tút bỏ đi. Ê, mà ăn được á? Mực trứng là nó có cái này mà bảo ăn như được. Thế ấy đấy nhỉ? Như là túi ni lông đúng không? Chính là cái này. Chính là cái này đúng không? Không, mọi khi xé ra nó vẫn có các cái này vương vào đấy nhưng mà không ăn. Không. Ăn làm sao được cái này cứng được? Cái đấy không ăn được. Nó cứ vương vào đây thôi, không biết bỏ ra nhưng mà cũng không ăn. Chắc nuốt cố thì vẫn nuốt được. Một cúp này giá mực tăng cao. Cái bình thường bao nhiêu tiền? Bình thường chắc 750. Thế bây giờ bao nhiêu? 850. Ai ai cũng uống bia mực để xem bóng đá thì chắc người ta chẳng mua, họ cứ nói thế để tăng giá. Người bán có nói thế đâu. Thôi, còn đâu xé sau. Đây, đi okay. Mang lên nhà xin để mời. Chiến. Rồi, đi. Thôi, lên chiến thôi. Cho chậm uống nước đục nha. Để bàn đấy nha. Chín này để uống nước chiến à. Nào, cái chén nào vào ơi. Uống sữa vẫn còn đây, chả uống. Uống chén.